Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay để tiếp tục với series mua hàng trên mạng thì mình sẽ khui hộp một túi đeo chéo nam và một túi chống nước dành cho điện thoại. Giá của bộ sản phẩm này thì túi đeo chéo thì có 60 mấy nghìn thôi, còn bao chống nước thì cũng rất là rẻ, mình mua cũng 20 mấy nghìn. Cái hai sản phẩm này mình mua chung thì tiền ship nó 15 nghìn đối với ship tỉnh, còn nếu các bạn thành phố có thể là free ship ha. Đây là sản phẩm của chúng ta. Một cái túi khá là nhỏ gọn, và đây là túi chống nước. Mình mua 3 cái để mình cho bạn mình xài nữa. Nhìn chung thì bên ngoài nó cũng khá là ổn đó. Trong suốt các bạn có thể để điện thoại vào, các bạn có thể quay phim. Ta sẽ mở ra xem bên trong. Đây chúng ta sẽ có những cái phần để bịt lại để không có vô nước. Mình có 3 phần. Những cái túi zip giống như dạng nó làm như túi zip gì đó. Các bạn có 3 phần để chặn nước vào. Mình sẽ bỏ thử cho các bạn xem. Đó, nó như thế này. Các bạn vẫn có thể thao tác bình thường ở trên đây, cũng như chụp hình. Thậm chí các bạn có thể còn có thể nghe điện thoại được nữa. Mình đã có thử rồi, nghe cũng khá ổn đó. Đây, sau khi các bạn vào, các bạn xếp những cái khớp nó lại. Xếp và các bạn dán nó lại vào như thế này. Đây. À, đây là một cái sản phẩm có thể gọi là khá là rẻ so với các sản phẩm chống nước khác. Nhưng mình khuyên các bạn là nếu các bạn mà đi nước, các bạn lặn, các bạn đi biển á, thì các bạn nên mua cái sản phẩm mắc tiền hơn, khoảng 50.000 ở thế giới di động á, thì nó sẽ an toàn hơn. Cái loại này mình nghĩ nó rất là dễ bung, tại nó như túi zip nó không có cái độ chặn kín như cái loại 50.000. Còn túi này thì cũng là đơn giản thôi, cũng bên trong chỉ có một ngăn thôi. Nhìn cũng khá là đẹp. À, xin lỗi, đây còn có một cái túi nhỏ bên trong, rất là nhỏ thôi, chung là khá là mỏng. Với giá 60 mấy nghìn thì mình nghĩ các bạn đem đi tầm gần được. Cái túi này kiểu thì nó cũng rất là được, nhưng mình ghét cái hiệu nó in quá to. Hiệu này in quá to, nó nhìn nó không đẹp lắm. Thôi in nhỏ hơn một tí thì sẽ hợp lý hơn. Và nếu các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm này thì mình có để link ở phần bên dưới mô tả. Các bạn hãy click vào đó và tham khảo nhé. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.